Chào mừng các chị yêu đến với kênh Thời trang Nữ Hoàng. Các chị yêu đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo phía bên dưới để cập nhật những mẫu thời trang mới và chương trình khuyến mại của shop nhé. Em xin chào các chị. Mẫu em đang mặc trên người là một chiếc đầm suông với màu kem rất là xinh xắn, rất là duyên dáng, với thiết kế là dây thắt eo, cổ đổ và tay cánh tiên, nhìn rất là nhẹ nhàng, rất là xinh xắn luôn các chị, rất là xinh. Mẫu này em còn đủ size cho các chị từ 48 tới 60kg là em còn size nha. Cái này chắc 65kg các chị cũng mặc vừa, tại vì cái này là đầm suông và cái thắt eo này là thắt eo rời. Các chị có thể điều chỉnh cái size của vòng 2 của mình, tùy theo vòng 2 của mình to hay nhỏ mà mình điều chỉnh cái chiếc thắt này cho phù hợp. Rồi em xin báo mã số của mẫu này, thắng đo 438, giá là 550.000. Em sẽ khuyến mãi cho các chị còn 440.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này thì chụp ảnh màn hình lại giùm em. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua web qua hotline của Thời trang Nữ Hoàng, hoặc để lại số điện thoại cá nhân của mình kèm theo mã sản phẩm. Khi trực tiếp phía dưới video này sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Em xin chào các chị. Mẫu em đang mặc trên người là một chiếc đầm body đuôi cá rất là tôn dáng, rất là tôn dáng luôn. Các chị thấy form dáng váy này là body, ở phần tà thì mình sẽ có xòe đuôi cá, cổ là cổ V đắp chéo nha các chị, cổ là cổ V đắp chéo, và ở ngang thắt eo thì mình có đính cườm nè, và hai bên vai mình vừa có cườm và vừa có đá luôn nè các chị, vừa cườm vừa đá luôn, rất là sang trọng. Mẫu này mặc lên rất là sang, và chất liệu của mình là thun kim tuyến. Màu này là màu xanh đen nha các chị. Có thể là lên hình thì các chị sẽ thấy màu đen, nhưng mà thực chất là thun kim tuyến màu đen, màu xanh đen. Thun kim tuyến co giãn mặt rất là thoải mái. Tay là tay lửng nha các chị. Tay lửng và ở phần tay thì mình cũng có bo lại nè các chị. Rồi em xin báo mã số của mẫu này nha các chị yêu. Mẫu này em có mã số HN434, giá là 740.000. Em sẽ khuyến mãi còn 590.000 cho các chị yêu. Chị yêu nào thích mẫu này chụp ảnh màn hình nhanh giúp em. Rồi mình sẽ đặt hàng nhanh qua hotline của Thời trang Nữ Hoàng, hoặc các chị chỉ cần để lại bình luận số điện thoại của mình kèm theo mã sản phẩm ngay trực tiếp phía dưới video này, sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Xin chào các chị, mẫu em đang mặc trên người là một chiếc đầm body đuôi cá rất là xinh xắn, với kiểu dáng là đầm body và chân váy là chân váy đuôi cá, tạo cái nét nhẹ nhàng cho chiếc váy. Ở phần eo thì mình có vuông tạo điểm nhấn này, và phần vai áo thì mình sẽ phối với chất liệu là ren lưới cao cấp, rất là nhã nhặn, rất là sang trọng. Và chất liệu vải của mình là vải nhung cao cấp, và màu này là màu xanh rêu nha các chị, vải nhung màu xanh rêu tai lửng rất là xinh. Rồi em xin báo mã số của mẫu này. Mẫu này có mã số là HN439, giá là 610.000. HN439 giá là 610.000, em sẽ khuyến mãi cho các chị còn 450.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này chụp ảnh màn hình lại giùm em. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua số hotline của Thời trang Nữ Hoàng, hoặc các chị có thể để lại số điện thoại kèm theo mã sản phẩm ngay trực tiếp phía dưới video này, sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Em xin chào các chị. Mẫu em đang mặc trên người là một chiếc đầm xòe với họa tiết rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng. Chất liệu đầm của mình là thun lụa các chị. Đây, chất liệu thun lụa co giãn mặt rất là thoải mái và rất là mềm, rất là mịn.
Họa tiết là họa tiết mặt trăng mà được in 3D lên trên vải ha, nhìn rất là nhẹ nhàng. Tai là tai lửng, đầm là đầm xòe. Và nền là màu xanh đen nha các chị, và nền là màu xanh đen. Rồi em xin báo mã số của đầm này ha. Đầm này em có mã số HD435-509. Em khuyến mãi cho các chị còn 470.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này thì chụp ảnh màn hình lại giùm em. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua số hotline của Thời Trang Nữ Hoàng. Hoặc các chị chỉ cần để lại số bình luận. À em xin lỗi, các chị chỉ cần để lại bình luận số điện thoại cá nhân của mình kèm theo mã sản phẩm ghi trực tiếp phía dưới video này thì sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Em xin chào các chị, mỗi em đang mặc trên người là một set với chân xô lụa phối với thun rất là xinh xắn. Với chân váy của mình là form chân váy của chị các chị, rất là tôn dáng cơ thể luôn. Phần áo của mình thì mình sẽ là tay ngắn lê nhẹ, cổ thì là cổ thuyền như các chị, cổ thuyền nhỏ thôi, cổ thuyền nhỏ. Và ở phần eo thì mình có một chiếc thắt lưng rời để các chị làm điểm nhấn cho cái chiếc đầm này. Mẫu này thì rất là phù hợp cho các chị công sở bởi vì cái nét kín đáo cũng như là trang nhã lịch sự của set này. Như các chị thấy trong váy là màu vàng ha, còn có phần trên thì mình phối với lại nền màu xanh đen và những hoa lá nhiều màu sắc tạo ra điểm nhấn cho cái set đầm của mình. Mẫu này thì em cũng còn đủ size và em xin báo mã số cho các chị. HN437-520.000, em sẽ khuyến mãi còn 420.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này thì chụp ảnh màn hình lại giúp em. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua hotline của Thời Trang Nữ Hoàng hoặc đơn giản là để lại bình luận số điện thoại kèm theo mã sản phẩm ngay trực tiếp phía video này. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Em xin chào các chị, mẫu em đang mặc trên người là một chiếc đầm sơ mi rất với họa tiết rất là sang trọng, rất là bắt mắt. Đầm là đầm sơ mi, cổ sơ mi mình có gài nút và kèm là một chiếc beo bản lớn rất là xinh xắn. Chất liệu là lụa, rất là mềm, rất là mướt. Hình ảnh thì mình được in 3D rất là bắt mắt. Những cái họa tiết này năm nay rất là hot trend đó các chị. Mẫu này thì eo mình trên 72 mới mặc vừa ha, từ 48 ký trở lên. Rồi em xin báo mã số của mẫu này. Mẫu này có mã số HN436 và giá là 550.000. Em sẽ khuyến mãi cho các chị còn 440.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này thì chụp ảnh màn hình lại giúp em. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua hotline của Thời Trang Nữ Hoàng hoặc các chị bình luận số điện thoại của mình kèm theo mã sản phẩm ngay trực tiếp phía dưới video này. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Em xin chào các chị, mẫu em đang mặc trên người là một chiếc đầm su rất là xinh xắn và mặc rất là thoải mái luôn các chị. Đầm này là như các chị thấy là đầm thơm su và những cái họa tiết này đủ màu nè, tạo nên chiếc đầm của mình rất là bắt mắt. Và chất liệu mình là thun lưới nha các chị, đây thun mặc co giãn rất là thoải mái luôn. Em bảo đảm các chị cái chất vải này mặc rất là mịn, rất là mát, bao xuống luôn các chị. Đây chất vải này, thun lưới nè các chị. Mẫu này thì tuổi nào mình mặc cũng được nha. Như những bạn trẻ thì mình mặc cái mẫu này lên thì nó sẽ nhí nhảnh. Còn những chị tuổi trung niên thì mình mặc cái chất liệu này thì nó rất là thoải mái do cái chất liệu giãn của nó nha các chị. Rồi em xin báo mã số nha. HN432 giá là 560.000. Em khuyến mãi cho các chị còn 450.000 mẫu này. Chị yêu nào yêu thích mẫu này thì chụp ảnh màn hình lại giúp em. Sau đó các chị yêu sẽ đặt hàng nhanh qua số hotline của Thời Trang Nữ Hoàng hoặc đơn giản là các chị chỉ cần để lại số điện thoại của mình kèm theo mã sản phẩm ngay trực tiếp phía dưới video này. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Em xin chào các chị, mẫu em đang mặc trên người là một đầm su đuôi cá rất là xinh xắn với chất liệu là
phần ngực áo mình có phối ren lưới này các chị. Phối ren lưới, cổ là cổ trụ thấp, tay tay ngắn. Mẫu này do là đầm suông cho nên là các chị bầu bí bon chen thoải mái nha. Đây, các chị bầu bí bon chen rất là thoải mái luôn và rất là xinh, rất là duyên. Rồi, em sẽ báo mã số của bộ này, HN433 giá là 550.000. Em sẽ khuyến mãi còn 440.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này thì chụp ảnh màn hình lại giùm em. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua hotline của thời trang Vĩnh Hoan hoặc để lại số điện thoại kèm mã sản phẩm ngay trực tiếp với những video này. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Xin chào các chị, mẫu trên người em là một chiếc đầm xòe rất là dễ thương với họa tiết trắng bi nên màu xanh đen rất là nhã nhặn. Cổ là cổ cách điệu, tay là tay cánh tiên nha các chị. Và ngoài ở phần giữa thì mình cũng có nút cài và mình sẽ được tặng kèm một chiếc nịt lưng rất là dễ thương màu đỏ. Nhìn tổng thể cái chiếc đầm mình nó rất là bắt mắt và nhã nhặn các chị. Mẫu này thì các chị dù mặc đi làm, đi chơi, đi ở cà phê gì cũng được hết. Bởi vì thiết kế nó rất là nhẹ nhàng và xinh xắn. Và ở hai cái bên váy của mình thì mình có túi nha các chị. Đây ở hai bên có túi, rất là dễ dàng mình sử dụng luôn để đựng các vật phẩm nhỏ như son, khăn giấy hay là điện thoại gì đó. Rất là xinh. Mẫu này em cũng còn đủ size cho các chị nha. Rồi em xin báo mã số của cái chiếc đầm này, HN441 520, em giảm giá còn 480.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này thì chụp ảnh màn hình lại giùm em. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh ở hotline của thời trang Nữ Hoang, hoặc đơn giản là các chị chỉ cần để lại số điện thoại cá nhân của mình kèm theo mã số của sản phẩm ngay trực tiếp phía dưới video này. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Em xin chào các chị, mẫu em đang mặc trên người là một chiếc đầm gấm cao cấp với tông là màu đỏ phối với lại màu hồng. Nhìn tổng thể chiếc đầm của mình nó rất là xinh xắn. Thì chị nào mặc chất liệu gấm thì các chị đã biết thì đầm gấm thì nó rất là đứng phơm. Các chị thấy này nó rất là xòe và đứng phơm của mình, mặc rất là duyên dáng luôn. Họa tiết là họa tiết chim nha các chị, họa tiết là những con chim rất là xinh. Và tay thì mình sẽ là tay dài ha. Mẫu này thì mùa thu thì các chị mặc rất là hợp, bởi vì cái thiết kế của nó mặc rất là ấm áp với cái tay dài như thế này. Cổ là cổ tròn đơn giản. Rồi em xin báo mã số của chiếc đầm này, HN437 giá là 550.000. Em sẽ khuyến mãi còn 440.000 cho các chị. Chị yêu nào yêu thích mẫu này thì chụp ảnh màn hình lại giùm em. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua hotline của thời trang Nữ Hoàng hoặc để lại số điện thoại cá nhân của mình kèm theo mã sản phẩm ngay trực tiếp phía dưới video này, thì sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Em xin chào các chị, mẫu em đang mặc trên người là một chiếc đầm body rất là sang trọng, rất là quý phái ạ. Đầm này là đầm body chất liệu là nhung cao cấp. Các chị xem chất liệu nhung rất là mềm, rất là mịn luôn. Màu này là màu xanh nha các chị. Màu này là màu xanh dương ạ. Và ngay cái phần vai áo của mình có kết hạt cườm, hạt ngọc trai rất là bắt mắt, rất là sang trọng. Cổ bộ cách điệu, tai lửng nha các chị. Và ở phần eo của mình thì sẽ có nhúng như thế này, tạo cái điểm nhấn cho chiếc đầm của mình. Ở phía sau váy mình cũng có xẻ nè các chị, cho các chị dễ dàng mình di chuyển. Mẫu này em có mã số là HN430 560 và em khuyến mãi còn 450.000. Em sẽ nhắc lại, HN430 560 và em khuyến mãi còn 450.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này chụp ảnh màn hình lại giùm em. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua số hotline của thời trang Nữ Hoàng
hoặc để lại số điện thoại cá nhân kèm theo mã sản phẩm ngay trực tiếp phía dưới video này. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Xinh. Áo thì mình màu kem, chất liệu là tơ gân. Còn chân váy thì mình màu vàng, chất liệu là lụa tuyết cao cấp. Mẫu này thì em có size cho các chị từ 48-60kg là mình mặc vừa ha. Thế là chân áo với lại váy mình rời nhau nha các chị. Chân áo với lại váy mình rời. Mặc rất là mềm, rất là mịn, rất là mát luôn các chị. Rồi em xin báo mã số của bộ sách này. DT983 giá 360 em, khuyến mại còn 320.000. Em xin nhắc lại là DT983. Chị yêu nào yêu thích mẫu này thì chụp ảnh màn hình lại giúp em. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua hotline của Thời Trang Nữ Hoàng, hoặc đơn giản là chỉ cần để lại số điện thoại cá nhân của mình kèm theo mã sản phẩm ngay trực tiếp phía dưới video này. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Cảm ơn các chị đã theo dõi video. Các chị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo phía bên dưới để cập nhật những mẫu thời trang mới nhất mỗi ngày.